Long kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trên video quý cô chú anh chị và các bạn đang xem là hình ảnh của cây đinh lăng. Đây là một loại cây được trồng để làm thuốc hoặc là có thể dùng cái phần củ của nó để ngâm rượu. Loại cây này thì khá là dễ trồng, chỉ cần chặt cái phần thân già và đem dăm cành đó, nó có thể nhanh chóng phát triển thôi. Quý cô chú anh chị cùng các bạn cũng có thể tìm thấy cái loại cây này rất là dễ tại các vùng quê nông thôn của miền Tây Nam Bộ. Khi mà cái cây nó đủ lớn, người ta sẽ bắt đầu thu hoạch cái phần cũ của nó ở dưới đất. Còn những cái phần thân già ở phía trên như thế này, có thể cắt ra thành từng đoạn để dăm cành và nhân giống đó. Loại cây này thì cũng khá là dễ trồng, nó phát triển rất là nhanh. Loại cây này thì được sử dụng trong rất là nhiều cái bài thuốc dân gian cũng như là các loại bài thuốc nam. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Nghề Nông nhé.